Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn bình khí cười N2O vào trung tâm thành phố để tiêu thụ. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây chuyên cung cấp lượng lớn bình khí cười từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng tiêu thụ nên tổ chức lực lượng truy xét. Đến thời điểm nêu trên, phối hợp với Công an quận Hoàng Sơn và quận Cẩm Lệ, Phòng Cảnh sát ma túy đã phát hiện một xe ô tô tải trên đường Đoàn Khuê do tài xế Huỳnh Đình Phúc, trú tại quận Sơn Trà điều khiển. Bên trong thùng xe có khoảng 30 bình khí cười, trọng lượng mỗi bình là 75 kg. Tiếp tục kiểm tra một ô tô tải gần đấy do tài xế Lê Anh Tiến điều khiển, Công an thành phố phát hiện thêm trong thùng xe có 28 vỏ bình khí loại 20 kg đã qua sử dụng. Đấu tranh nhanh, Công an thành phố làm việc với tài xế Nguyễn Anh Tài, trú tại tỉnh Hưng Yên. Tài đã khai nhận vận chuyển số khí cười nói trên từ Bắc Ninh về Đà Nẵng và thực hiện giao cho các đầu mối lớn trong thành phố. Một bình khí cười 75 kg có thể sang ra 3 bình nhỏ và dễ dàng tiêu thụ. Hiện vụ việc đã được lập biên bản điều tra để xử lý theo đúng quy định.